Chưa chưa. Cái này cái kêu này là cơm làm. Cơm làm á? Cơm này đi mình không biết còn cái nào không. Không ngoại ra. Cái Ôi gì? ơi, cái này làm cơm làm được. Cái này Kìa, làm cái được. thân kìa. Cái kêu này nó không. Có cái Đây có cái giấy gì nhỉ? Vàng mã. Gà thả đồi kìa. Gà thả ruộng ngon đấy. Gà. tưởng trắng trắng sao sao thì gà với thịt đâu có lộn nha. Thêm ngon. Ơ mấy cu này bắn cái gì nhỉ? Ra theo. Bắn con gì đấy? Thả lằn à? Thả lằn ăn được không? Ngon nhỉ? Ở dưới này biết có cá không nhỉ? Ở đây toàn gà này, gà thả vườn. Lá quế Cái nhá. cuốn mà Để lấy cái cuống á. Làm gì? ôi bé chị hãy được ăn À. Chắc là ai lại nhổ ống nước mình ra à? đây nhìn mẹ ăn. Lá quế. Lá quế cho các bạn xem này. Lá. Ở góc Ăn lá nào cũng được đúng không? quá. Đây đúng không? Bạn ở gốc thì nó ngọt hơn, nó già già ăn tí nhỉ? Cái Đây này đúng bé kiểu bao nhiêu cây to không ăn cái bé không? Ừ, nhiều kìa. chữ này. Cái mảnh ở ngoài kia là 80 triệu mét. Ông định bán một nửa. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm. Ui, sâu gió mà. Đúng Sâu, có sâu ấy. Có sâu ổi à, sợ chưa? À, ngoài, ngoài. Cây cà gai này. cây đấy cây dại đấy. Ngọt rồi đấy, ăn Cây cái cọng cây không? bé bé như này Ăn mà cái cuống lá này ngọt rồi đấy. Cái lá là không ăn được đúng không? như Hương bảo ở quê chị có một nhà có một cây ngày xưa còn bé. Mọi người gặt bán nhiều cái lá này ạ. Tới đây Ninh Bình cũng có mấy cây ấy nhỉ? Nào tới lấy mấy cái ngành bé bé như là bắt con mang xuống còn lá. Ừ, ngon à. Bé đầy. Canh 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 Ngon hơn đầy. gọi là canh bánh tẻ. Ăn nó sẽ ngọt, nó cay, ngọt cay. Nó ngon, đúng không? Canh bánh tẻ. Ngày xưa mua nghìn rưỡi hai Nhiều nghìn nghìn rưỡi hai nghìn một một đoạn ở cổng trường ấy. Ơ thế cái lá này à. con còn hơn. Ừ. Cái chua à? Đẹp này. Cái điện như cảnh. Cái này có cái này em. Quả lò xo chất nhỉ. Lò xo này em biết lò xo gì nhỉ. Cái ổi của cậu đã không thành công, đã tử vong. Đâu? Tại sao? Quả ớt cảnh hay nhỉ, thế mà cay. Tròn tròn này. Ôi ngồi trên hết rồi à? Lá này không ăn được các bạn. Nó thì hơi ngọt ngọt thôi. Nó thì hơi ngọt ngọt này. Cái gì đấy? Quả quế à? Để tôi xem này. Lá không ăn được các bạn. Lá người ta chỉ người ta lấy cái lá này người ta trưng cất ra trưng cất ra cái tinh dầu ấy. Đây, cây quế này. À, đây là cây gì ấy nhỉ? Cây này không phải cây quế. Cây gì? Cây này không phải cây quế. Ây da. Đâu? Quả quế à? Lại cho các bạn xem quả quế này. Ui giời.
ăn quá được không? Quả thử ra bỏ hạt, bỏ cái hạt đi, ăn cái à cái khô cuống. Ừ, nhưng mà cái quả này là non quá không trồng được đúng không? Ừ, ừ, ăn cái cuống 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 quả đúng không? Ừ, ăn cuống quả. Ừ, cuống như thế này mà không nuôi gà thì phí nhỉ. Cái này có thuận vào đấy. Giờ hơi đắng đắng. Cái tìm điếu này á. Ở chỗ này thơm thơm này. Lạnh quá, đứng ở chỗ không có nắng lạnh quá. Cậu đi đâu ấy? Cậu Phương đi đâu ấy? Đau thơm à? Mỗi lần về về quê là ở trên này lại cuống quýt là dục dịch làm cơm đãi khách. Ờ rồi bắt đầu nó trượt, nó đập vào mặt cho thì lúc đấy gậy ông đập lưng ông. Vườn hay, cái vườn này kè lên xong bắt đầu ở dưới này cũng làm cái nhà hay thoải mái, là đất toàn đất ở. Còn ba cái ruộng ở dưới nữa. Nhà sản thích. Không, làm được, làm cái nhà nó vuông vuông như kiểu nhà ở Ninh Bình ấy, công trình phụ mới ấy. Hôm hôm anh đến nhà ông cái gì nhỉ, ông gì cái gì cục thi hành án ấy, phó cục trưởng cục thi hành án tỉnh Yên Bái, nhà nhà như này luôn, nhưng mà có nghĩa là ông cái chỗ này nhá. Đấy gì? Ông làm đẹp lắm, xây hết toàn bộ xi măng, toàn bộ xi măng là đây nhá, thẳng đây nhá, thẳng đây là toàn bộ sân này, ngồi xong rồi bắn mái tôn 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 ở trên này ra đây, đằng trước là ao luôn, đẳng cấp luôn, nhìn đẳng cấp. Cái ao giữa ao thì có một cái chòi. Nóng quá mệt quá không bế này, đi vào nhà. Gọn lắm. Đi vào nhà mẹ lấy cặp. Rộng kinh khủng luôn, nhìn thanh cao luôn, nguyên trong cái thùng lũng. Nẻ nẻ ngớ quá đi mất. Bốc này bốc to quá bốc ạ. Cô lại không đi ô tô nữa à? Ô, nhà mình vẫn mất điện. Cảm ơn mắt. Đi tìm mẹ. Mẹ đi mẹ đi đi xem nước rồi. Vào đây bác cho kẹo nhỉ. Về đây, về đây. Ông ở đây mà. Đi cá trong nhà đi. Đi cá không lấy chèo không bị đô nữa rồi đấy. Không. Ăn quả nữa không? Ăn nữa không? Về đây mà ăn nữa không? Nói đi. Tiếp đi đâu kể chứ đấy. Mẹ không ở trong nhà đấy. Mẹ xem nước đấy. Mẹ đi xem nước. Xem nước đấy. Xem nước đấy. Xem nước đấy. Xem nước đấy. Đây, chị cá đấy. Chị cá. Ôi, chị thầy kể cho chị đi. Chị cá đấy. Ông chỉ điện cho cá. Hello. Hello. Hello.
qua mày nhìn thấy con chó to mày nhảy dựng lên. Thằng thế nhỉ? Đấy, anh vẫn thế, vừa ăn vừa quả cam. Vừa đi đâu về à? Thank you.
Toàn đi cái nát nát cơ. Em khó hiểu. Cái xe mình mua đấy à? Chịu rồi. Khiếp, sao ngồi xe nát bây giờ mà cũng ngồi được thì chịu thật. Đúng là kiểu nó như thế. Lúc nào mình bắt đầu nâng chén là lúc này có điện. Còn có 3 ngày nữa. 3 ngày sau thì anh nhìn hỏi chứ. Lúc nào có điện là sửa. Đây là mình làm gì đây? Em đi thái giáo sư. Thái giáo sư thì cá thịt thôi. Con định là... Con định là... Cái thớt đấy là mua à em? Thớt là mua à? Đâu, hỏi ông ngoại xem có thớt được không, mua không? Tại mẹ con nhờ bảo là lên đây tìm cho mẹ con cái thớt. Ui đấy ạ. Sao không có tên má mày rồi. Anh lấy cái thớt trước anh cầm với em coi cho bà. Cái mình đang dùng à? Cái này đẹp. Em tưởng là không lấy lúc đầu em chỉ cần một cái ở nhà thôi, thế là lấy mỗi một cái về không nhiều mà. Cái này làm dễ lắm à? Không, đây là vân vân gốc gỗ của nó ấy. Ui. Cái đấy cây nhám. Kiểu nó loại nào? Nhưng mà chặt nó bền nhỉ? Cây nhám nó tốt nhất. Phải chọn đấy. Đấy, phải chọn đúng cây mà lại còn kiểu nó già độ tuổi nó đấy. Thì nó chắc. Đúng rồi, thì nó cứ đi hết. Vâng, chặt tí là nó mòn. Nó nứt hết à? Cho bà cái gì ạ? Bà ạ cái. Ôi xa sao mà mồm nó. Kẹo nhiều quá rồi mồm mặt. Cảm ơn nhé, được rồi. Chào cậu. Chào cậu nhé. Cậu xin. Cái mặt là sao mà? Kêu qua nào. Mặt như kiểu nó bôi bôi nhọ vào mặt. Giống con trôn hay cửa ngoài. Cái mồm ấy. Nhê, đúng không? Hôm nay em đi chơi nên... Khiếp cái xe có hai bánh rồi mà vẫn còn đã chơi được, bố chịu đấy. Mà bao nhiêu xe ở nhà có chơi không? Ê, con mang lấy cái xe đạp về thôi. Cái xe đạp á? Xe đợi đấy á? Mẹ nó lấy cái kia cho, cái kia cho có bánh rồi. Không chịu lấy, đi lấy cái này về. Ôi cái nướng cá. Nướng cá thẳng này ngon. Cái xe bác Kiều cho đấy ạ. Không có con rau.
Băm phả. Phả. Rau thơm. Phả rau thơm gừng. Ớt. Có muối nữa. À thế thì còn nhớ. Đây là dưới 5 độ thôi. Vâng. Cảm ơn ông bà, chắc là sang năm ạ. Vâng. Thế chào ông bà nhé. Ê, ông này. Chào ông kia. Con. Chào ông kia. Ô, bye bye ông nào. Con có con Tuấn Lộc đấy. Đây con nhiều đồ quá, con không chào được. À đây thì con cho ông xem gấu. Thế là mới lên chơi với ông bà đó à? Vâng. Vâng. Mèo. Vâng. Mèo á. À con mèo à? Con thỏ á? Dạ. Mèo lắm nhỉ. Vâng. Vâng. Đúng không? Không thể khỏi quá. Khỏi quá. Hai tay ôm mai bao nhiêu đồ? Đánh răng đi, đánh răng em để. Vâng. Vâng. Vâng đi con. Vâng. Vâng. Quá. Thơm ông thế nào? Thơm ông nào, thơm ông. Thơm rồi. Thơm quá. Chúc đầu quá. Ơ mà nó có vết gì đen đen à, vẽ à? Toàn tay toàn vết đen nhỉ? Toàn vẽ. Bye bye ông đi. Bye bye. Con chào. Bye bye. Ông nội. Bye bye. Con chào con đi. Con. Con. Con chào. Con chào. Ông nội. Ông nội. Bà nội. Bà nội. Bà nội. Bà nội. Đây. Vâng. Hát đây. Giải quá, giải quá. Cô ca giải quá nha. Bài em. Cháu nghỉ ngơi chơi nha. Vâng, vâng. Vâng gì? Vâng. Vâng. Đúng rồi, vâng to đi. Vâng. Vâng. Tiên ơi, em chưa nhìn gặp anh. Gặp anh ngồi. Kệ rồi hả? Con gì á? À chú Kiên con gì đây? À chú chưa? Nó con chào chú ạ. Ừ, con chào chú. Ôi, con chào chú. Chào lại rồi, chào lại rồi. Con chào chú. Con gì chú? Con chào bà. Ui siêu quá. Con chào ông. 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 Chó sủa to quá con không chào nổi. Nó cười rồi, nó cười nhếch mép. Ôi mua đẹp quá. Kiên chưa? Kiên đẹp này. Chú. Chào chú nè. Chú chưa? Đâu quá. Chào chú. Đấy, thôi. Thế là quá. Nhưng mà răng sâu răng nhá. Sâu nó cắn. À thế tuần sau bà lên kiên cầm cho gói điện thoại với cả máy vào nhá. Sao con lè lưỡi ra? 3 ngày nữa về rồi. Thì bà lên. Đấy. Mẹ đây. Rồi. Vâng. Đâu nó không có gì đâu. Trong có đúng
đấy là lẻ đấy. Rồi gì không? Sâu 2 tăng à? Sâu ở giữa hả? Chịu rồi, chịu rồi. Bye bye Cô Ca nhá. Bye bye. Em bé. Em bé. Rồi. Úi giời ơi, chú lại TikTok à? TikTok hay YouTube vậy? YouTube. TikTok. TikTok anh vừa xóa dữ liệu mà. Đây là YouTube rồi. Xót xót xót. Bé bố là mẹ đi. Ui bố cho uống canh. Ui ngon lắm, uống là ngon. Ôi chào ông nội kia, đi chào không thì đi. Chỉ còn cách là quẳng vào xuống đất rồi cứ đi thế mà đi. Nó cầm cái gì ướt ướt nhỉ? Mệt lắm. Bố mẹ hay uống sữa không? Không á. Uống cái sữa canxi ấy. Cái đấy cũng tốt mà. Không để con gửi lên. Mà phải sáng nào bố mẹ cũng phải uống cơ. Đấy. Pha nước ấm uống. Cái đấy tốt mà. Nếu kể cả mình không ăn gì thì mình uống sữa thì nó cũng đỡ mà. Vâng, mà tốt cho canxi, tốt cho xương ấy. Để thế thì để mấy hôm nữa con gửi đây cho nhá. Gửi bây giờ nó tiện mà, dễ mà. Không, con bình thường. Để con về con lấy cái sữa đấy. Sữa đấy là nó ở trong cái chế độ của công ty. Công ty tươi. Được hỗ trợ mà mẹ. Đấy, nhưng mà tại bọn con còn trẻ chưa dùng đến mấy. Nó tốt cho từ người từ 18 tuổi trở lên. Đấy, nhưng mà chuẩn nhất là cho người già. Người già là hay bị loãng xương ấy. Đấy. Đấy. Thế để mấy hôm nữa con mang chuyển sữa lên. Bây giờ thì như là chuyển vào đây cũng dễ mà. Giao hàng ấy ạ. Giao hàng chắc là giao tận nhà. Không thì con bảo chuyển đến chỗ cầu Trường Tằn. Đấy, con đóng gói kín lại xong rồi chuyển vào cầu Trường Tằn xong rồi ship xong rồi giao hàng nó vào đấy thì bảo nó vào cái nhà bác nào gần đấy. Đấy xong rồi cứ gửi đấy. Được không? Vâng, đấy đấy. Nhưng mà nếu mà sợ ở trong này ngóc ngách không tìm ra nhà thì gửi cái nhà gần nhất ở đấy. Nhà cậu Cần hay là nhà bác điện thoại đang phải tìm đến. Sợ kiểu nó tìm nó lòng hoàng ấy. Đúng rồi, bọn này lòng hoàng. Cái tranh nó cũng bị hết. Nhưng mà ổ vào trong cái cầu mở điện đúng không? Vâng, đấy chỉ là dễ. Thì con cứ cho vào trong chỗ Trường Bằn là được, cầu Trường Bằn là được. Trong cầu, cầu đây cầu Trường Bằn nhỉ? Vâng, cầu Trường Bằn. Đấy, cho vào đấy là được. Đây. Có uống cà phê không? Không. Kìa, kìa, chuối nướng nè. Có tháng à? À, thế thì cứ đăng ký đấy nhỉ. Cứ đăng ký đấy đi. À, em cứ đăng ký như thế sẵn là được. Cái bệnh của mẹ con ấy thì tắm cái khoáng này khỏi. Vâng, chắc là chủ tắm nước khoáng đấy có nhiều chất ở trong tự nhiên. Người kinh nhân nhiều người biết đâu quá sáng sáng ở gần đây không? Ừ, gần đây có cái ô suối nóng ấy. Nóng ấy. À, vâng. Được. Cho bà xuống ngâm mình thôi. Thì làm anh đi tắm cũng thấy khá là khỏe người. Khỏe người tự nhiên mà nó lại có. Người nghĩ là nhiều người đi tắm luôn bảo chứ cái mình đấy. Nó lấy cả người về mang về nhà uống đi. Không phải là chỗ này không sáng thì. Đấy phải có cái mòn ra ấy. Thì hứng cái chỗ cái mòi ấy thì sạch. Mấy cái chỗ người tắm đâu. Cái nước này như kiểu gần núi lửa hay sao, nóng. Nó là dòng chảy núi lửa. Dưới không sao, cái này gần núi lửa.
phải gần núi lửa mà có dòng chảy núi lửa trên đi xuống. Xuống đây đi xuống có. Nhìn chỗ có đây. Nó sao có dòng chảy núi lửa. Tối nay nó núi lửa nó tắt rồi đấy. Nhưng mà nó còn trong ngập trong nóng. Trong cái lòng. Ở Văn Yên cũng có. Ở đây cũng có, xuống đây cũng có. Bây giờ thằng ấy nó mua hết rồi. Sáng năm là 8 phần mất tiền. Chú qua mấy chú này. Các ông làm bệnh viện thường trước kia. Làm cả trên chú này cũng đông đấy. Cũng nhận tiền. Cả hôm qua như thế nào cũng mua. Mua cải tạo trên Thank you.